Người bị đánh trong đoạn phim này được cho biết là anh Nguyễn Minh Lập, 31 tuổi, ở thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Anh Lập là chủ xe khách 29 chỗ, chạy tuyến cố định từ bến xe Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đến bến Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và ngược lại. Sáng 11 tháng 12 năm 2020, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, bệnh viện đang điều trị theo dõi sức khỏe cho anh Lập. Anh Lập nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, đặc biệt là chấn thương ở đỉnh đầu. Theo phản ảnh của anh Lập, khoảng gần 10 ngày trở lại đây, liên tục xuất hiện một nhóm người thay nhau dùng xe máy, ô tô, lạng lách, đánh võng, thậm chí sừng hẳn trước đầu xe khách của anh Lập trên cung đường từ bến xe xã Nam Trung đến thành phố Thái Bình, gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông, an ninh trật tự. Không những vậy, các đối tượng còn xuống xe chửi bới, đe dọa anh Lập và phụ xe, yêu cầu anh Lập dừng xe giữa đường, sau đó lên xe tiếp tục chửi bới, sau nhiều ngày bị chèn ép, đe dọa. Vào ngày 4 tháng 12, anh Lập làm đơn tố cáo việc này đến công an huyện Tiền Hải, kèm theo đoạn phim cắt xa từ camera hành trình. Đến sang sau tháng 12, khi xe của anh Lập đi đến xa Vũ Chính, thành phố Thái Bình, thì bị hai đối tượng đi xe máy dùng gạch đá ném vỡ cửa kính bên ghế lái. Ngay sau khi bị ném vỡ kính xe, anh Lập đã đến trụ sở công an thành phố Thái Bình trình báo sự việc, sau đó các đối tượng lạ mặt gọi điện đe dọa anh Lập do quá hoang mang, ngày 8 tháng 12, anh lập phải làm đơn cầu cứu gửi giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, sở Giao thông Vận tải Thái Bình và các cơ quan thông tấn báo chí. Chưa dừng lại ở đó, đến sáng 10 tháng 12, xe khách của anh lập vừa bắt đầu di chuyển từ bến xe xã Nam Trung, huyện Tiền Hải đi Hà Nội thì bị một ô tô con xuất hiện và lạng lách chặn đầu. Khi đến địa phận xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, gặp đoạn đường đang sửa, các đối tượng trên xe con được cho là dừng lại giữa đường, dàn cảnh thay lốp vì không thể di chuyển được anh lập xuống xe đề nghị họ cho lách qua kẻo gây ồn tắc giao thông nhưng họ không đồng ý nên xảy ra cái vã sau đó anh lập bị một người dùng thanh kim loại đập nhiều nhát vào đầu và đã phải nhập viện để điều trị vụ việc đã được trình báo đến công an xã Nam Hà công an huyện Tiền Hải Sáng 11 tháng 12, Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đang thụ lý xác minh làm rõ nội dung trình báo của anh Nguyễn Minh Lập về việc xe khách của anh bị hai kẻ lạ mặt ném vỡ cửa kính ngày 6 tháng 12 vừa qua trên địa phận thành phố Thái Bình. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông công an huyện Tiền Hải cũng xác nhận đơn vị này đang phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự xác minh nội dung đơn trình báo của công dân để xử lý theo thẩm quyền.